Một cây tủ này gỗ cẩm lai giá hiện tại đang là 73.800.000. Wow, 73.800.000 gì mà rác nhiều vậy? Trời ơi, rác không? Xin lỗi ngay các anh chị nha, cái này không phải là rác nha. Tại vì sao vậy? Tại vì cái cây này đặc thù của nó không có giống như là gỗ đỏ, nó rất là đặc biệt. Đây, mình sẽ chỉ tại sao nó không phải là rác. Tại do mình là xưởng sản xuất nên mọi quý anh chị em có thể thấy là mình cắt cây ra mình biết chứ, đúng không? Quý anh chị em thấy không? Chỗ này là rác cây. Ủa vậy cái chỗ bên này là gì? Chỗ này cũng là rác à? Này là thịt rõ ràng giống nhau, đây thịt đây, tự nhiên chỗ này có đoạn giữa này. Cái này ấy thì được gọi là vân, này là vân loang nha mọi người. Tức là nó sẽ bị loang ra. Do vậy ấy, cái phần lõi cây thì quý anh chị em có thể thấy là nó sẽ từ đây tới bên đây luôn nha. Chứ không phải là từ đây tới đây đâu, mà là từ đây từ bên này luôn này tới bên này luôn này. Đó. Đây cho quý anh chị em xem một cái lõi khác. Đây, phần rác cây, cái màu sắc của nó sẽ rất là nhìn vô là biết luôn nè. Quý anh chị em thấy không? Cái màu trắng này nó là trắng không phải là kiểu trắng ngà ngà như vậy. Đó. Đây cho quý anh chị em xem thêm một lần nữa này. Hai cái màu trắng này nó khác nhau nha. Do vậy ấy, kiểu vân quý anh chị em đang coi đây nó là một kiểu vân loang và rất là giá trị. Rất là giá trị nha, tại vì mình kiếm những cái cây như vậy nó rất là khó. Còn vân xuông như vậy là bình thường. Đó. Đấy, vân thẳng xuống như vậy là bình thường. Còn mà để được vân mà loang tức cái phần này nó sẽ nằm ở giữa, vẫn là nằm bên trong luôn nha. Nó sẽ rất là khó kiếm. Và cái điểm đặc biệt của nó hay ở chỗ ấy là khi mọi người đi mua gỗ cẩm lai thì mọi người phải mua từ hàng mộc chưa sơn xịt gì hết. Vì cái gỗ cẩm lai này thì quý anh chị em có thể thấy nhiều người thấy bảo xấu quá hay là bắt đầu ngồi buồn buồn vẽ tay lên, vẽ vân lên. Đó. Nhưng thực chất ra thì quý anh chị em có thể thấy là những cái vẽ vân đấy của cái cẩm lai nó rất là dễ vẽ. Đây, quý anh chị em có thể thấy không? Mình chỉ cứ bút lên vẽ một cái đường màu đen y như vậy đấy, là rất là dễ vẽ. Còn chính thực ra thì quý anh chị em có thể thấy là nếu mà mình mua ngay từ hàng mộc thì nó sẽ tránh được những cái hiện tượng đó nha. Và đây quý một cây này là một trong những cây rất là đẹp. Xin nhắc lại quý anh chị em, rất là đẹp luôn. Bông của nó rất khó kiếm nha quý anh chị em. Cái kiểu bông như vậy là rất là khó kiếm và là một loại trong những hàng rất là đặc biệt. Giá của cây này hiện tại đang là 73.800.000 nha quý anh chị em. Ở đây cho quý anh chị em xem thêm cây bên này nữa. Đây cũng là một dạng bông khá là đẹp nha quý anh chị em, khá là đẹp. Thì quý anh chị em có thể thấy là các cái vân này đó. Vân lên này. Nhìn vô cái ô chém giữa nhìn đẹp không? Vân này rất là uyển chuyển, rất là đẹp phải không ạ? Và cây này hiện tại đang có giá là 109.000.000 nha quý anh chị em. 109.000.000, tại vì cái size quý anh chị em đang coi đây nó sẽ là size 2m. 2m lận nhau, những cái chém này rất là lớn. Hàng chém rất là lớn nha quý anh chị em. Và đây cho quý anh chị em xem thêm một cây nữa. Cây này hiện tại giá của nó đang là 83.800.000 nha quý anh chị em. 83.800.000. Và đây là vân bình thường của gỗ cẩm lai. Đây quý anh chị em có thể thấy cái này, những cái dòng vân này nó chỉ là vân bình thường này. Thì nếu mà dòng vân nó bình thường thì bên mình nó sẽ cẩn cái này lên nha quý anh chị em, cẩn lên. Tại vì do là cái vân nó không có đặc sắc thì mình sẽ cẩn lên. Còn những cái dòng vân như kiểu kia là quý anh chị em kiếm rất là khó ở trên thị trường. Và mẫu này thì quý anh chị em có thể thấy là cẩn lên, cũng cả hàng là cũng là hàng cẩn đẹp chứ không phải là cẩn xấu nha. Riêng bộ cẩn này không, giá của nó là 9.000.000 nha quý anh chị em. Chỉ cẩn ốc không, giá của hiện tại là 9.000.000 cho bộ cẩn này nha. Quý anh chị em có thể thấy là cái nét hoa văn hay là khảm lên nó sánh lên rất là đẹp phải không ạ? Và size quý anh chị em đang coi đây là size tủ 1m8 nha, 1m8. Về kỹ thuật đóng thì quý anh chị em có thể yên tâm, tại vì những cái tủ này đều là đóng theo hàng cao cấp hết. Đây cho quý anh chị em xem. Và đặc biệt là không rác nha, hoàn toàn là sẽ không có rác. Đây cho quý anh chị em xem này. Các cái kép góc này hoàn toàn đều là đóng rất là kín và tỉ mỉ nha. Nhìn cái kép góc là rất là chặt chẽ. Hoặc là quý anh chị em có thể xem ở bên trong. Đây cho quý anh chị em xem bên trong luôn này.
mình muốn xem hàng đẹp hay không ấy, mình cứ vô bên trong mình coi. Đây, mời quý anh chị em. Đó. Coi tủ thờ cẩm lai thì quý anh chị em chịu khó đi coi từ hàng mộc thì quý anh chị em có thể thấy rõ hơn là các cái đường đóng này. Đó. Ở trong có sạch sẽ không? Bắn có Covid không? Đó. Làm hàng rất là chất lượng thì quý anh chị em có thể thấy là ngay từ hàng mộc mình vô là bên trong nó rất là sạch sẽ rồi. Và cái hàng này thì như cam kết với quý anh chị em ấy, là xài của cẩm lai. Cẩm lai này nó sẽ là cẩm lai Đông Nam Á nha. Nó sẽ có thể là cẩm lai Lào, cẩm lai Cam hoặc là cẩm lai Việt. Tại vì mình kiếm những cái cây này ấy, đòi hỏi là mình phải có, nói chung là những cái cây lớn mà. Hàng này là những, đều là những cái hàng cẩm lai lớn hết. Do vậy nó sẽ khá là khó kiếm ở trên thị trường nha. Và hậu đình đáy của những cái tủ này nó sẽ là bằng gỗ gõ đỏ Nam Phi nha quý anh chị em. Hậu đình đáy xương sẽ là gỗ gõ đỏ Nam Phi. À, cho quý anh chị em xem. Do vậy những cái tủ này thì quý anh chị em có thể xài 7-80 năm là chuyện bình thường. À, đéo không quý anh chị em. Hàng này thì sẽ là hậu, nó sẽ là mình sẽ là ghép âm dương này. Rồi mời quý anh chị em xem cái bên này luôn. Đóng là đẹp từ đằng trước ra đằng sau chứ không phải đơn thuần là mình chỉ có đóng đẹp chỉ có mỗi đằng trước thôi nha quý anh chị em. Ở trên là mình sẽ làm hoàn toàn là ghép âm dương hết, dưới cũng ghép âm dương này. Đây cho quý anh chị em xem nốt cái bên này luôn. Xem mà xem hết đủ 3 cây luôn, quý anh chị em có thể thấy là cái hàng đóng đẹp á thì mình nhìn vô là ngay từ hàng mộc là thấy mê rồi nha quý anh chị em, chứ không phải là đơn thuần là mình cứ phải là đi coi cái hàng sơn rồi. Mà những cái cây gỗ cẩm lai này quý anh chị em chỉ cần coi hàng mộc thôi là rất là đẹp rồi nha. Rồi cần tư vấn về những cái mẫu hàng cao cấp thì quý anh chị em có thể liên hệ với bên xưởng gỗ một gia đình nha. Và hiện tại những cây này chưa có chủ đâu nha quý anh chị em, quý anh chị em có thể liên hệ với bên xưởng gỗ một gia đình nha. Rồi, cảm ơn và chào mọi người.